Đây còn là một hàng rào tre. Người này ta đi núi. Bao này sao? Bao này sao? Nghe cơ. Chân bạn chỉ tưởng chỉ cặp đã khởi sự ngập tại chân nghe như nâng à nâng Việt Nam cái hai đám ấy à đám nâng Việt Nam cái hai đám ấy cây gì à lá ngắn à lá ngắn à gì ơi ai chỉ cặp đã khởi sự ngập tại chân lắc ở nghiêng là lá ngắn ngắn. À, hoa bình hoa nữa ta. À, chú chú á. Dạ. Bạn trả lời ơn phóng nè. Ní à, lộ, ní, ní, ní. Này lá ngành ngành. Ừ, dạ. Là nó vô tới luôn nè. Sao hồi tôn dân, lộ sai sập tên. Ừ, lá ngành ngành. Dạ, dạ. Cái này ăn bánh xèo. Hả? Dạ, nữa. Chú chú hả? Chú em, đại hộp mất, phải nắm. Ní. Ừ. Lá ngành ngành. Chỉ cắt tè mới đạt khơi nà. Dạ, nấu nhà mà lấy ta là cà phray. Cà phray nữa nà. Nó bảo đi hái rá ngành cảnh, mưa xuống thì rá ngành nhiều. Vô tới đoàn lá hả? Vô tới đoàn lá. Khuya khô đến đoàn lá. Nó bảo lên núi kiếm hai lá ngành ngành về bán ký 40 ngàn á. Mà lá ngành ngành này bây giờ cũng hơi ít rồi. Tại người ta làm rẫy, làm rừng, người ta làm rẫy thì chặt nó. Chứ hồi xưa nhiều lắm. Ngành ngành, tàu bay. Lá kim thất á. Lá kim thất ăn cũng ngon. Ngành ngành thì nó chua chua. Mà kim thất thì nó không có chua. Đó gần núi thì người ta sống nhờ vậy. Cây lá ngành ngạnh ăn như bánh xèo. Nói chung bánh xèo thì ăn được nhiều thứ rau á. Bữa hổm thì gặp bà kia bà hái đọt bằng lăng. Mấy người ta đi rừng ta biết hết là chỗ nào có cây gì ta đi ta quen hết. Chứ mà mình khơi khơi mà mình đi tìm rồi đâu biết nó đâu. Ta hái mỗi năm anh ta biết, ta nhớ. Đây còn là một hàng rào tre. Ở đây nhà hàng rào tre cũng nhiều quá nha. Ở đây là chùa Tà Phèn Ta. Chùa Tà Phèn Ta ở An Thức này là chùa lớn nè. Bây giờ mình chạy xuống ra đồng. Chạy ra đồng mình vòng qua bên U Lâm. Chạy xuống đồng có cái gì
có cái gì lạ không? Nãy giờ mà là mình chạy trên núi, còn giờ mình ra ngoài đồng nè, xuống dưới đồng bằng nè. Núi đó là núi dài. Cái này bắt đầu ruộng đất ở đây nó hạ thấp từ từ xuống dưới đồng bằng luôn. Cái này cái mía, ruộng này người ta trồng mía. May quá đẹp. Có nhóc nhẹn nó kêu. Trời nước càng quay rồi trời. Vì thông thông rồi. Cục đây con này quên nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đồng bằng này. Cầu Ninh Thuận 1 còn người bị cắt bỏ. Cái ruộng đồng bằng đó, nó khác với cái ruộng trên. Ruộng trên là nó thuộc dạng ruộng bậc thang. Cái ruộng đồng bằng nó khác nhau là ở chỗ là ruộng ở dưới này á, một miếng ruộng nó lớn, nó bự lắm. Còn ruộng ở trên đó là ruộng bậc thang á, là nó nhỏ, nó có từ vài sào tới một công. Mấy ruộng nào lớn nhất rồi giỏi lắm là 30 đất là lớn. Cái đó là ruộng bậc thang ở trên núi á, nó gọi là ruộng trên. Còn ruộng ở dưới đồng bằng là nó bự như nè. Một công nó có thể một miếng ruộng như có thể một công hay là từ 1 tới 5 công đất. Có cái tới cả mẫu. Là đúng lấy cây giờ còn cái cây nhánh mà con ta lại ta lấy củi, mấy cây tràm ta dọc ta trồng dọc theo quân kinh cái bờ kinh nè, nên nó lớn lên rồi cái người ta đốn đó. Còn mấy cái nhánh nhỏ nhỏ lại thì bà con ta đi mót, mót về làm củi. Còn nhánh nhiều nữa. Cái này là mấy cây lớn mà cưa hết, tao 3-4 năm nên là cưa ta lấy gỗ. Ở đây tới mùa nước lên nó ngập nha bà con, có mùa lũ về là nó ngập hết cái chỗ này, là ruộng chỗ này là bị ngập hết. Bởi vì kêu hoàng ruộng đồng bằng là vậy đó. Rồi tới mùa nước lên thì nó ngập. Mùa nước lên thì ta làm cá, ta bắt cá. Chiều nay chắc mưa nó mây nhiều. Ở đây không biết thuộc An Tức hay là thuộc Ô Lâm. Ở dưới đồng bằng cắt cỏ bò.
nhớ ruộng ở khúc này á là tới mùa nước lên là ngập nước. Rồi bây giờ không biết có đê bao lại chưa thì không biết. Các bạn biết hộp bo bo không, để tôi quay gần lại cho các bạn. We'll be right back.